Hà Thọ Shop xin gửi lời chào tới tất cả anh em. Với video hôm nay em lên giới thiệu các anh em mẫu sản phẩm là mẫu ED cutter bao gồm 8x và 10x. Và trước khi vào video, anh em nào đang xem video cho em xin một like và ấn chuông theo dõi và đăng ký kênh để mỗi khi xem lên các video mới là anh em sẽ nhận được sớm nhất các cái báo giá cũng như là các bộ sản phẩm mới của shop em đăng khi đăng tải lên truyền tải tới các anh em. Thì với video hôm nay em sẽ giới thiệu các anh em cái bộ sản phẩm là mẫu ED cutter 8x và 10x thì trước tiên em giới thiệu về 10x về với cái thân vỏ của 8x và 10x thì là thân vỏ Magie một trong thân vỏ là uh, có thể chịu tác động và chịu lực để uh, chịu lực cho anh em nhé thân vỏ uh, như thân vỏ Magie nó khá đắt đỏ và thứ hai là cái th th hệ thống kính thì là cái kính ad được sơn phủ uh, msc màu đỏ Đấy, thứ nhất là cái sơn phủ như vậy là thứ nhất là để cạn các cái ánh sáng cái nhiễu sáng và thứ hai là các cái khúc tán xạ cái tán xạ uh, nhiễu của môi trường Đấy, và nó nâng sáng cho anh em khi mỗi khi là trời anh nhem tối hoặc là những cái thời tiết về mùa đông có thể là mưa phùn mưa phùn âm u là nó sẽ nâng sáng rất là tốt rất hiệu quả cho anh em khi sử dụng nhé và về cái chống chói của cái mùa hè nắng nóng ấy thì là có thể nó sẽ tán khúc xạ và tán giảm bớt cái nhiễu sáng cũng như là cái tiêu v cho anh em khi có khi, khi, khi ông kính đã có một lớp sơn phủ mc này là nó sẽ bảo vệ mắt của chúng ta bảo vệ mắt khi anh em uh, sử dụng ống nhòm soi nhìn ở cái môi trường là là nắng nắng chói đó là cái một cái trong những cái mà lớp thấu kính cũng như là cái thân vỏ mà rất là cao cấp để dưới đến, uh, mang đến cho các anh em uh, cái cái mẫu sản phẩm như trên tay em đang cầm ở đây thì anh em nó đang cần cái bộ sản phẩm mẫu ED cutter 8x hoặc 10x thì liên hệ số em cho số điện thoại là số 033 989 và 6168 số em sẽ ship tận nơi và gửi hàng tận nơi anh em được kiểm tra trước thanh toán nhé và với uh, em 8x này thì thị kính của nó lên tới 4 à 10 24 mm. 8x42 đây anh em nhé 24 mm. Đấy, một thị kính khá là rộng để cho khi anh em có thể khi sử dụng anh em vặn công mắt này ra hãy ra cho em này. Đấy, chỉnh ấy, công mắt này ra. Đấy, diode này khi em sử dụng là phải chỉnh cái vặn cái diode này ra cho em nhé Sau đó anh em chỉ, chỉnh chỉnh cái nét ở đây ở tại đây. Và hệ thống nét thì sẽ nằm ở trung tâm ở hai trung tâm của hai ống và nó đều cho cả hai ống luôn và cái điốt ở đây nữa thì anh em đây thường thường anh em sẽ phải để để ở cái vạch đây anh em nhé đây có vạch đỏ và vạch đen đây ở cái thân ống đây thì anh em để thẳng với nhau để thẳng với nhau nhé trường hợp nếu anh em nó mắt khỏe thì anh em để như vậy còn anh em nó mắt yếu một chút thì anh em có thể chỉnh khi khi sử dụng anh em để cúp cho em như này đây là cái, cái cái khuôn khoảng cách mắt của 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 chúng ta là sẽ vừa nhất với cả hai cái thị kính này để làm sao khi hai ống kính chúng ta xong nó sẽ lồng vào thành một thì anh em sẽ nhìn không bị nhòa và thứ hai không bị lóa lóa và mất hình và khi đã chỉnh rồi thì anh em có thể là mắt yếu anh em chỉnh thêm ở đây còn không anh em sẽ để thẳng để giúp em nhé đó một cái ống kính bên trong này đa lớp bên trong này rất đẹp anh em nhé sơn phủ màu đỏ Đấy, với chế độ bảo hành của lửa bên shop em là lên tới là à, cho anh em là hai năm và chống nước của em à, ed cutter này là lên à, lên tới ip 7 chống nước anh em đi mưa thoải mái luôn nhé không lo gì về vấn đề về nước vào và tiếp theo là con đến em 10x42 đây mới 42 thì cái trường nhìn của cái trường nhìn của nó sẽ hẹp hơn đây cái này cái trường nhìn của 8x là 75 độ anh em nhé và trường nhìn của 10x là 62 độ cái trường nhìn thì nhìn hẹp hơn và công mắt của em này cũng là nhỏ hơn công mắt em này lên khoảng chỉ 18mm thôi 18mm vật kính trước thì là 42mm Và có thêm cái, cái ốc vặn ở đây anh em có thể tháo ra khi anh em uh, có thể là uh, đi với chân quay đấy. cắn chân quay chipo đấy thì anh em có thể tháo này ra cho em để tháo ra xong sau đó anh em lại nắp vào được bình thường nhé đó anh em tháo ra nắp vào bình thường đấy. Không sử dụng đến anh em nắp, nắp lại Thứ nhất là khi anh em nắm uh, cắn vào chân quay thì nó sẽ đảm bảo cho anh em là quay để có cái hình ảnh tốt hơn uh, trung thực và uh, sẽ không bị rung Và trường nhìn em này 6,2 độ một trường nhìn cũng khá là rộng cho anh em uh, đi săn ong và cái mẫu này cũng là cái mẫu uh, gần như là 10 x này thì anh em đa phần là cứ sử dụng 10 x này là nhiều nhưng đối với uh, đối với cảm nhận của em thì với cái, cái, uh, khi soi nhìn thực tế tại shop thì uh, em có cảm nhận là 8 x nó có cái, cái cốc mắt của nó rộng, chứ, thị kính của nó rộng cho nên là nó sẽ có những cái mà em cảm nhận như là nó sẽ êm mắt hơn còn nếu như anh em nào mà tay khỏe mắt khỏe thì muốn có con ong nhìn xa, nhìn, uh, bay được xa hơn và nhìn con ong rộng hơn thì anh em nên dùng mấy x này thì nó sẽ hiệu quả hơn thì một video rất ngắn anh em nào đang cần cái mẫu nhòm ED cutter bản 8x hoặc 10x thì liên hệ với số em số em số em sẽ ship về hàng tận nơi cho các anh em và anh em được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhé và chế độ bảo hành của số em là 2 năm và cam kết hàng chính hãng và chống nước tuyệt đối cho anh em khi anh em sử dụng đi mưa Xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở các video sau.